Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đón xem bản tin toàn cảnh trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trong bản tin toàn cảnh tuần nay ngày 25 tháng 6 năm 2023, với phần mở đầu là bản tin Canada. Canada cảnh báo công dân Canada đang ở Nga giữa lúc đảo chính quân sự Ottawa tiếp tục theo dõi tình hình đã hơn 16 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, và giờ đây một cuộc đảo chính quân sự rõ ràng đang gây bất ổn hơn cho khu vực. Vào ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, chính phủ Canada đã cập nhật lời khuyên du lịch cho Nga trong bối cảnh căng thẳng quân sự ở khu vực Rostov và nguy cơ bất ổn hơn nữa trên khắp nước Nga. Lời khuyên chính thức từ chính phủ Canada là tránh tất cả các chuyến du lịch đến Nga các hạn chế về an ninh cũng hạn chế di chuyển ở một số khu vực bao gồm cả Moscow. Các chuyến bay đến và rời đi từ Nga tiếp tục bị ảnh hưởng đáng kể. Theo chính phủ, nếu công dân Canada đang ở Nga thì hãy rời đi khi các phương tiện thương mại vẫn còn khả dụng. Đối với người Nga hiện nay đang ở khu vực Rostov thì lời khuyên nên trú ẩn tại chỗ, tránh tụ tập nơi công cộng theo dõi các phương tiện truyền thông để biết thông tin về tình hình và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chuyện gì đang xảy ra ở Nga? Tổng thống Putin đã buộc tội ông chủ lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin về tội phản quốc và bắt đầu một cuộc nổi loạn quân sự riêng của ông. Tập đoàn Wagner tiến về Moscow. Chính phủ đang trong tình trạng khẩn cấp và duy trì sự khi diện quân sự đáng kể ở Rostov don cháy rừng ở Quebec, thêm lệnh di tản ở khu vực Tây Bắc. Giới chức ở Tây Bắc Quebec đã ra lệnh cho cư dân của hai ngôi làng gần biên giới Ontario hãy rời khỏi nhà của họ khi đám cháy rừng tiếp tục lan rộng trong khu vực. Cư dân tại các làng Val Pelleries và Bow nơi sinh sống của khoảng 340 người, đã có một tiếng rưỡi để di tản vào tối ngày thứ Sáu do có đám cháy gần đó. Gió đã thổi ngọn lửa ra khỏi ngôi làng vào tối ngày thứ Sáu, nhưng mà đám cháy hiện nay đang bùng cháy ở Ontario vẫn tiếp tục hướng về khu vực này và hai đám cháy có thể hợp thành một đám cháy duy nhất. Kể từ thứ Năm, hơn 6.000 người đã được lệnh rơi khỏi nhà của họ ở Tây Bắc Quebec do khói dày đặc từ đám cháy. <laughs> Petro Canada ngừng hoạt động tại các trạm xăng Ontario. Petro-Canada hiện nay đang gặp vấn đề dẫn tới tình trạng ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng đến các trạm xăng ở Ontario và khiến khách hàng không thể đăng nhập vào ứng dụng và trang web của họ. Theo CTV News Toronto, thì vấn đề đã bắt đầu từ ngày thứ Sáu và sẽ kéo dài tới cuối tuần. Khách hàng chỉ có thể trả tiền mặt tại các máy bơm và các cửa hàng tại một số trạm xăng ở Burlington, Oakville vào ngày thứ Bảy. Tại Ottawa và Toronto thì một số trạm xăng cũng gặp phải vấn đề tương tự. Petro Canada kêu gọi người dân hãy gọi cho địa điểm mà bạn muốn đến để xác nhận liệu nơi đó có chấp nhận thẻ ghi nợ hoặc là thẻ tín dụng để thanh toán hay không. Trang web và ứng dụng của Petro Canada hiện đã ngưng hoạt động. Hàng chục khách hàng đã báo cáo tình trạng này trên Twitter và công ty hiện nay vẫn chưa công bố mốc thời gian để giải quyết vấn đề của họ. Ottawa hầu như không có nhà giá rẻ trên thị trường tư nhân. Một chỉ số mới từ Tập đoàn Thế chấp và Nhà ở Canada, gọi tắt là CMHC, cho thấy gần như là không có đơn vị cho thuê tư nhân nào phù hợp với túi tiền của các căn hộ gia đình có thu nhập thấp ở Ottawa. CMHC đã xem xét tỷ lệ nhà ở cho thuê trên thị trường, đáp ứng ngưỡng chi phí không quá 30% thu nhập trước thuế đối với các hộ gia đình có thu nhập trong 20% thấp nhất tại Ottawa cũng như là ở chính thành phố khác của Ontario, chỉ số cho thấy có quá ít đơn vị đáp ứng các tiêu chí đó nên thậm chí không thể báo cáo một con số đáng tin cậy. Tại các thành phố của tỉnh bang Quebec thì số liệu có vẻ khả quan hơn. Thành phố Gatineau có 8% căn hộ được coi là họ với túi tiền của 1 phần 5 hộ gia đình nghèo nhất. Mặc dù là số liệu gần đây cho thấy giá thuê của thành phố đã tăng trong 4 năm qua. bầu cử thị trưởng tại Toronto cần biết về cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ hai. Vào tháng 2 vừa qua, thì người dân Toronto bất ngờ trước thông tin cựu thị trưởng John Terry tuyên bố từ chức chỉ sau vài tháng mới tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Nguyên nhân là do ông đã ngoại tình với một nhân viên. Sự kiện gây sốc này đã mở ra cuộc đua vào chiếc ghế thị trưởng mới của Toronto thu hút con số kỷ lục là 102 ứng viên đăng ký tranh cử. Các ứng viên bao gồm một loạt các chính trị gia từng giữ các vai trò khác và một số hoạt động dân sự, cũng như có một thanh niên 18 tuổi và một chú chó trong số những ứng cử viên khác. Trong hơn 100 ứng cử viên, khoảng 7 nhân vật chủ chốt đã cố gắng thu hút đủ sự ủng hộ của các cuộc thăm dò để được truyền thông đưa tin và đặt họ vào bàn cân tranh luận. Các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua này gồm có Olivia Chow, Anna B. Lau, Mark Sonder, Josh Matlow, Anthony Fury, Missy Hunter và Brad Bradford. Trong số 7 ứng cử viên này, bà Olivia Chow hiện nay đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ngay từ đầu. Cựu Ủy viên của Hội đồng Thành phố và nghị sĩ đã vận động tranh cử với lời hứa giúp cuộc sống của những người đang gặp khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bà Chow đã bị chỉ trích nặng vì không minh và thân về cách mà bà sẽ thanh toán cho một số cam kết trong chiến dịch tranh cử, đặc biệt là khi nói đến thuế tài sản. Một ứng cử viên nặng ký khác trong cuộc thăm dò là bà Anna lao cựu ủy viên của Hội đồng Thành phố, là một người ôn hòa, người đã nói rằng cô ấy có thể tạo ra sự đồng thuận với những người khác, bao gồm cả các cấp chính quyền khác bà là, là phó thị trưởng dưới thời ông John Tory đã nhận được sự tán thành của cựu thị trưởng. Mọi ứng viên đã tìm cách gây dựng tiếng tâm theo cách riêng của họ. Một số chủ đề hàng đầu đã nói lên khả năng chi trả dịch vụ trên TTC, an toàn công cộng khi vận chuyển, nhà ở, mối quan hệ thành phố với Queen's Park và cuộc khủng hoảng với chất gây nghiện opioid. Ngày bầu cử là ngày thứ hai, ngày 26 tháng 6 và các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Hầu hết cử tri sẽ được gửi thẻ thông tin cử tri qua đường bưu điện và bạn vẫn có thể đi bầu cử nếu mà bạn không có thẻ cử tri. Chỉ cần mang theo một số ID để xác minh bạn là cư dân tại thành phố Toronto. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Tuyển dụng lính cứu hỏa khó khăn khi mà trái rừng Canada gia tăng. Khi Canada đang phải vật lộn với mùa trái rừng tồi tệ nhất chưa từng có, thì việc tuyển dụng lính cứu họa lại ngày càng trở nên khó khăn do thị trường lao động eo hẹp và tính chất khó khăn của công việc này các nguồn lực hạn chế có thể đe dọa tới khả năng dập tắt đám cháy của canada dự kiến sẽ ngày càng lớn hơn và dữ dội hơn trong tương lai do biến đổi khí hậu do nhiên liệu hóa thạch gây ra và gây ra nhiều thiệt hại hơn cho cộng đồng và làm gián đoạn ngành công nghiệp dầu khí khai thác mỏ và gỗ của canada một cuộc khảo sát của Reuters đối với tất cả 13 tỉnh, bang và vùng lãnh thổ cho thấy Canada sử dụng khoảng 5.500 lính cứu hỏa và theo ước tính vẫn còn thiếu hụt khoảng 2.500 lính cứu hỏa. Theo Mike Flanagan, là giáo sư tại Đại học Thompson River ở British Columbia và là chuyên gia về trái rừng, cho biết đó là công việc nặng nhọc, nóng bức, nhiều khói và có những vấn đề thực sự ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài ngày càng khó tuyển dụng và giữ chân mọi người. Đội chữa lửa rừng làm việc từ 12 cho tới 14 giờ mỗi ngày, tối đa 2 tuần một lần. Trong môi trường đầy khói, căng thẳng cao độ, thường là những vùng hoang dã xa xôi. Hiện tại thì chính phủ liên bang thành chi 38 triệu đô la Canada để tuyển dụng đào tạo và giữ chân lính cứu hỏa và 256 triệu đô la Canada trong vòng 5 năm vào quỹ thiết bị tính đến thời điểm hiện tại nhưng vào một tuần thời tiết mát mẻ hơn và có mưa đã làm dịu đi một số đám cháy trên khắp Canada nhưng 6,5 triệu ha đã bị cháy trong năm nay và thời tiết nắng nóng bất thường dự kiến sẽ quay trở lại hàng chục chuyến bay đã bị trì hoãn khi sân bay quốc tế Vancouver YVR vào ngày thứ bảy do những hạn chế với hệ thống định vị của NAV Canada. Chỉ sau 4:30 chiều, YVR cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ hiện nay đã được giải quyết. Tuy nhiên, một số chuyến bay vẫn có thể bị trì hoãn cho đến khi ổn thỏa hết những công việc còn tồn động. Các chuyến bay rời Sân bay cũng bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như các chuyến bay đến hơn 60 chuyến bay đã đến sân bay muộn vào chiều ngày thứ Bảy, với khoảng một nửa số chuyến bay đó đã khởi hành muộn hơn dự kiến. NAV Canada cho biết họ đang nỗ lực để giảm thiểu sự chậm trễ. Theo tổ chức này cho biết, chương trình chi khoảng mặt đất GDP được áp dụng để giúp điều chỉnh luồng giao thông hàng không khi nhu cầu chuyến bay vượt quá khả năng cung cấp. Đây không phải là lần đầu tiên du khách bay đến và đi từ sân bay bị giữ lại. Khi đầu tháng nay, NAV Canada cũng đã thực hiện GDP với lý do tương tự. Truy nã nữ nghi phạm chụp ảnh các bé gái preteen trái phép ném chất lỏng không rõ nguồn gốc tại các trạm TDC. Cảnh sát đang công bố hình ảnh của một nữ nghi phạm đã thực hiện loạt các hành vi phạm tội tại các nhà ca điện ngâm ở Toronto, bao gồm chụp ảnh trẻ vị thành niên preteens, ném chất lỏng vào các bé gái và ăn cắp đồ đạc của một nhân viên TDC. Theo cảnh sát, khi một nhóm các bé gái preteens đang bước vào thang máy, thì một người đã đặt điện thoại di động ở bên dưới chân của các em. Sau khi các bé gái ra khỏi thang máy, thì nghi phạm cũng rời khỏi tòa nhà. Vụ việc xảy ra trong một tòa nhà ở khu đại lộ Cordova và Islington, chỉ cách nhà ga Islington vài phút và vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 12 tháng 5. Cảnh sát tính rằng nghi phạm trong vụ việc cũng đã ném một chất lỏng không rõ nguồn gốc vào hai cô gái tuổi teen ở phía sau khi mà hai cô này đang rời ga Darlene vào khoảng 7 giờ 50 tối ngày 3 tháng 6. Một lần nữa, nghi phạm bị bắt gặp đã quay lại vụ việc trên điện thoại di động. Vài ngày sau, nghi phạm tiếp cận một phụ nữ 21 tuổi từ phía sau và tấn công cô tại Queen Station vào ngày 7 tháng 6 vào khoảng 10 giờ 5 phút tối. Cảnh sát cho biết, nghi phạm sau đó đã chạy trốn về phía Bắc trên sân ga tàu điện ngầm. Một tuần sau đó, nghi phạm đã nói chuyện với một thành viên TDC trước khi lấy trộm dụng cụ vệ sinh từ xe đẩy làm việc vào ngày 14 tháng 6, ngày trước 8 giờ 40 tối. Theo cảnh sát, thì nghi phạm đã đuổi theo nhân viên này và hành hung họ nghi phạm được mô tả là một phụ nữ có dáng góc gầy, tóc đen xoắn, cao từ 5,8 cho tới 6,1 và trong khoảng 30 cho tới 40 tuổi. Bất cứ ai có thông tin thì xin vui lòng liên hệ với cảnh sát với số 416 808 2200, đường dây Crime Stopper ẩn danh 416 222 8477. Nghĩa Trang và Nhà Quang Glen Oaks, Hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần Highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp chuyện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Một sinh viên nghệ thuật ở Vancouver cho biết, cô đã mất hàng trăm đô la cho một kẻ lừa đảo nói rằng hắn ta muốn mua tác phẩm của cô. Người bị hại trong câu chuyện là cô Elena Pollock-Ostrowers, theo như cô kể lại, thì một người dùng mạng xã hội đã liên hệ với cô trên Instagram. Sau khi thỏa thuận với nhau thì cô Pollock Ostrowitz đã đồng ý thực hiện 3 tác phẩm với số tiền là 150 đô la. Tôi cảm thấy phấn kích vì đã lâu rồi tôi không nhận được yêu cầu hoa hồng và khi tôi nghe họ trả cho tôi bao nhiêu, tôi nghĩ thật tuyệt vời, tôi đang kiếm được tiền. Cô Pollock Ostrowitz kể lại. Họa sĩ Minh Họa, tự do 18 tuổi, cho biết kẻ lừa đảo đã gửi cho cô một tấm check kỹ thuật số. Sau đó, cô đã gửi tấm check này qua một ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Tuy nhiên, tấm check này lại ghi giá là 950 đô la. Vì vậy, kẻ lừa đảo đã yêu cầu cô gửi lại cho hắn 800 đô la. Paul Ostraves nói rằng cô đã gửi tiền, nhưng sau khi nói chuyện với đại diện ngân hàng vào ngày hôm sau thì cô mới lẽ ra tấm check đó là giả và vì kẻ lừa đảo đã thiết lập gửi tiền tự động nên ngân hàng không thể giải quyết được gì cho cô. Cô, họa sĩ 18 tuổi, không phải là nạn nhân duy nhất của mánh khóe lừa đảo này. Sau khi đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, cô Paula Ostravers mới biết được rằng điều tương tự đã xảy ra với một số bạn học khác của cô tại Học viện Kỹ thuật Truyền thông Vancouver. Theo lời khuyên của chuyên gia an ninh mạng, mọi người nên gửi check trực tiếp thay vì thông qua một số ứng dụng nào đó, và hãy đi đến một chi nhánh ngân hàng với tấm sách đó để các nhân viên tại đó có thể kiểm tra xem có phải là gian lận hay không và bạn có thể tránh được nhiều phiền toái. Người Canada có thể vào hơn 100 phòng chờ sân bay trên khắp thế giới với giá rẻ. Trước khi lên máy bay, việc tìm cách giết thời gian ở sân bay có thể khiến cho bạn không thấy dễ chịu nhưng với phòng chờ ở sân bay thì trải nghiệm du lịch của bạn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Mặc dù là bạn thường có thể sử dụng phòng chờ thông qua thẻ tín dụng hoặc là hãng hàng không, nhưng bạn cũng có thể giải quyết vấn đề với thẻ Priority Pass, loại thẻ giúp cho bạn sử dụng các phòng chờ sân bay trên khắp thế giới. Thẻ Priority Pass là tư cách thành viên phòng chờ sân bay cho phép bạn sử dụng hơn 1.300 phòng chờ sân bay trên khắp thế giới tại hơn 600 sân bay với một số lợi ích hấp dẫn và giá sẽ bất ngờ. Năm thị trấn mang hơi thở châu Âu giữa lòng Ontario Các thị trấn nhỏ ở Ontario tạo nên những nơi nghỉ ngơi tuyệt vời trong những tháng mùa hè cho phép bạn trải nghiệm những con đường lịch sử và nền văn hóa độc đáo mà không cần phải lên máy bay. Dưới đây là năm thị trấn nhỏ Ontario mang hơi thở châu Âu để ghé thăm vào mùa hè này. 1. Paris, cùng tên với thành phố ánh sáng nổi tiếng của Pháp, sẽ là một thiếu sót nếu mà danh sách các thị trấn nhỏ mang phong cách châu Âu không đến Paris, Ontario. Được mệnh danh là một trong những thị trấn nhỏ xinh đẹp nhất Canada, bạn sẽ thấy cảm hứng châu Âu ở mọi nơi bạn đến từ những ngôi nhà lát đá cừi bên sông Grand River cho đến những quán cà phê thân mật và cửa hàng thời thượng thứ hai là Gold thị trấn duyên dáng Gold mang đến cho bạn cảm giác như là bạn đã bước vào một ngôi nhà nông thôn ở châu Âu bình dị mà dù nó là một phần của đô thị Cambridge từ năm 1973 nhưng nhiều người vẫn công nhận đây là bản sắc độc đáo của riêng họ nếu bạn ghé thăm thị trấn vào cuối tuần lưng bó lỡ chợ nông sản mang tính biểu tượng của Gold là một trong những chợ lâu đời nhất của loại hình này ở Canada và có từ năm 1830 và thứ ba là thị trấn Godridge, với các tòa nhà lịch sử bờ hồ xinh đẹp cửa hàng cổ kính nhà hàng và chợ thị trấn cảng ko nổi bật về kiến trúc mang rất nhiều tinh tế của châu Âu khi bạn đặt chân đến thị trấn này, hãy ghé thăm quảng trường hình bát chát độc đáo được gọi là công viên Courthouse Park, nơi có chợ nông sản hàng tuần, cửa hàng và quán cà phê hoặc chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên từ các dốc đứng nhìn ra mặt nước lấp lánh của hồ Huron. Và thứ tư là Bayfield. Ngôi làng cổ kính Bayfield nằm nép mình trên bờ biển phía đông của hồ Huron, nơi đây tự hào có trung tâm thành phố lịch sử quyến rũ, các tòa nhà và các cửa hàng bằng đá, cũng như là tòa thị chính giống như là một nhà thờ mà bạn có thể tìm thấy ở một thị trấn nhỏ ở châu Âu. Ngôi làng cũng có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật, bao gồm những bãi biển đầy cát và làng nước trong xanh màu ngọc lam. Đi đến một trong những địa điểm đẹp nhất trong làng, Công viên Piney Park là nơi bạn sẽ tìm thấy một cầu thang gỗ uống lượng dẫn xuống nước hoặc bạn có thể dừng chân ở quảng trường Grand Gregor Square, một tụ điểm trung tâm thường tổ chức các sự kiện và nhạc sống biểu diễn trong mùa hè. Và thứ năm là Fergus. Để ngắm mình trong hơi thở Scotland chỉ cách Toronto 1,5 giờ lái xe, Fergus là nơi nghỉ ngơi hoàn hảo được thành lập bởi những người định cư Scotland vào những năm 1830. Fergus Scott bởi dây lịch sử và khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục và đồng thời là nơi tổ chức một số lễ hội hàng năm đậm chất truyền thống. Một trong những điểm đặc sản của thị trấn là Scotland Festival và Highland Games hàng năm. Và một điều không thể bỏ qua khác là đến thăm vườn Temperance Garden, một khu bảo tồn bình dị từ tạc vào bờ đá vôi của hẻm núi. Máy bay Cathay Pacific nổ lớp khi cất cánh. 11 người đã bị thương sau khi một chuyến bay của Cathay Pacific từ sân bay quốc tế Hồng Kông buộc phải hủy cất cánh và di tản hành khách do trục trặc kỹ thuật. Vụ việc xảy ra sau nửa đêm thứ Bảy khi chuyến bay CX-88X đến Los Angeles chở 17 phi hành đoàn và 293 hành khách. Cathay Pacific không cung cấp chi tiết về vấn đề, nhưng truyền thông địa phương cho biết một trong những chiếc lớp của máy bay đã quá nóng và khiến cho nó phát nổ. Các thương tích xảy ra trong quá trình di tản hành khách, với 11 hành khách được điều trị tại bệnh viện và có 9 người đã xuất viện. Những người trên máy bay đã sử dụng 5 đường trượt thoát hiểm để ra khỏi máy bay. và đó là bản tin Canada toàn cảnh sáng nay trên kênh Culture Channel. Tôi liên xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin toàn cảnh, tóm được và cập nhật các bản tin quan trọng trong tuần và sau đây là một số tin đáng chú ý. Sợi carbon trên thân tàu lặng thai thình bị nghi là thủ phạm thảm kịch. Các chuyên gia cho biết, sợi carbon là một trong những vật liệu để chế tạo thân của tàu lặn Titan chưa được thử nghiệm nhiều lần ở độ sâu khắc nghiệt 4.000 mét. Chiếc tàu lặn Titan đã bị ép bẹp rồi nổ tung khi đang hạ xuống vị trí của xác tàu Titanic. Trong tuần vừa qua, cả 5 người trên tàu thiệt mạng, thân tàu Titan được chế tạo bằng vật liệu thử nghiệm sợi carbon. Các chuyên gia cho rằng tàu Titan đã không được kiểm tra áp suất nhiều lần ở độ sâu 4.000m trước khi đi vào hoạt động kinh doanh thực sự. Vài ngày sau khi tàu lặn Titan được thông báo mất tích, kéo theo một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm 22 tháng 6, chiếc tàu đã phát nổ. Đến nay, thì các quan chức vẫn chưa biết cụ thể tàu nổ khi nào và tại sao, và vụ nổ của tàu lặn Titan đang được điều tra. nhà đồng sáng lập OceanGate, bảo vệ tàu lặn Titan. Ông Guillermo Sunlight là nhà đồng sáng lập Ocean Gate tuyên bố chương trình thử nghiệm Titan rất khắc khe và con tàu rất mạnh mẽ. Ông Sunlight đã lên tiếng sau khi nhiều người chỉ trích sự an toàn của tàu lặn Titan. Theo tạp chí People, ông Sunlight là người đồng sáng lập Ocean Gate vào năm 2009 với giám đốc điều hành là ông Stanton Rush một năm người thiệt mạng trên tàu Titan. Ông Sean cho biết, con tàu đã trải qua một chương trình thử nghiệm nghiêm ngặt và theo BBC cho hay thì ông Sean Lai đã rơi khỏi Ocean Gate 10 năm trước nhưng vẫn có cổ phiếu nhỏ tại đây. Nga đáp trả lệnh trừng phạt mới nhất của EU Bộ Ngoại giao Nga ngày 23 tháng 6 cho biết họ đang mở rộng danh sách những người bị cấm đến nước này để đáp trả gói trừng phạt mới của EU và sẽ tiếp tục phản ứng một cách thích hợp. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý danh sách cấm nhập cảnh bao gồm các quan chức an ninh, công chức, doanh nhân và các thành viên của nghị viện châu Âu chịu trách nhiệm áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow cũng như các cá nhân, các tổ chức có liên quan tới việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các hành động của EU là bất hợp pháp và làm suy yếu các chuẩn mực pháp lý quốc tế và đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả các hành động thù địch của các nước phương Tây. Trước đó cùng ngày, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 đối với Moscow. Danh sách bổ sung bao gồm việc đưa ra cơ chế tác động đến các nước thứ ba bị nghi ngờ là tái xuất hàng hóa bị trừng phạt cấm vận chuyển các sản phẩm khác nhau qua Nga và những hạn chế cá nhân. EU đến nay đã đưa ra một loạt những gói trừng phạt ảnh hưởng tới các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga. Brussels cũng lưu ý rằng hiện nay xuất khẩu của EU sang Nga đã giảm gần một nửa so với mức năm 2021, trong khi nhập khẩu vào EU đã giảm tương ứng gần 60%. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là một chiến lược dài hạn của phương Tây và những hạn chế này đã dán một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Liên minh châu Âu đã cấp cho Hungary quy chế miễn trừ trong gói trừng phạt mới nhất nhắm vào Nga. Điều này cho phép Budapest tiếp tục duy trì hoạt động tuyến tàu điện ngầm quan trọng của nước này. Hoa Kỳ kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra cáo buộc Iran cung cấp UAV cho Nga. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh châu Âu cho rằng Nga, Iran đã vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra cáo buộc Tehran cung cấp UAV cho Moscow. Trong tuyên bố, chung cùng với Anh, Pháp, Ukraine và Albania, bà Thompson Greenfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, cho rằng Nga không chỉ vi phạm nghị quyết 2231 của Liên Hợp Quốc khi tiếp nhận hàng trăm UAV Mohajer và Shahed từ Iran, mà còn đang phối hợp với Tehran để sản xuất lại vũ khí này trên lãnh thổ. Đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc bài phát biểu của đại sứ Mỹ Thomas Greenfield là chiêu trò chính trị và nhằm bôi nhỏ Iran liên quan tới cuộc xung đột ở Iran. Nghị quyết 2231 được 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015 để hỗ trợ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc, kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí từ Iran. Nghị quyết cấm mọi quốc gia, bao gồm cả thành viên thường trực hội đồng bảo an vận chuyển các loại vũ khí từ Iran mà không được sự chấp thuận. Lý do Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này lo ngại về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vì chúng có thể rơi vào tay của Nga và sau đó là Iran theo tờ Praha của Ukraine ngày 23 tháng 6 trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Jerusalem Post, ông Netanyahu nói, Tôi nghĩ Israel đang trong một tình huống đặc biệt khác với Ba Lan, Đức, Pháp hay là bất kỳ quốc gia phương Tây nào đang hỗ trợ cho Ukraine. Trước hết, theo ông Netanyahu thì Israel có giới tuyến quân sự gần với Nga và họ phải duy trì quyền tự do hành động của mình trước những nỗ lực của Iran nhằm triển khai lực lượng biên giới ở phía Bắc. Israel cũng lo ngại vũ khí của họ cung cấp cho Ukraine có thể rơi vào tay của Nga, sau đó đến tay của Iran và trở thành vũ khí trong lại họ. Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga, Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Israel đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev, nhưng chính phủ Israel đã bị các đồng minh phương Tây chỉ trích nặng nề vì từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Nhật Bản sắp phát hành mẫu tiền mới đầu tiên trong 20 năm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phát hành mẫu tiền giấy mới vào tháng 7 năm 2024, một nguồn tin ngày 24 tháng 6 tiết lộ với Japan Times. Tiền giấy mới có ba mệnh giá là 10.000 yen, 5.000 yen và 1.000 yen, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm ngăn chặn nạn làm tiền giả. Bản mẫu đã bắt đầu được trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản. Lần cuối cùng Nhật Bản phát hành tiền mới là vào năm 2004. Amazon hứa rót thêm 15 tỷ Mỹ kim vào Ấn Độ. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy trong cuộc họp hôm 23 tháng 6 khẳng định với thủ tướng Ấn Độ rằng công ty của ông sẽ đẩy mạnh đầu tư vào thị trường của Ấn Độ với số vốn khổng lồ khoản đầu tư mới sẽ đưa tổng vốn đầu tư của cả khổng lồ thương mại điện tử vào Ấn Độ lên 26 tỷ vào năm 2030. Thủ tướng Ấn Độ ông Modi và ông Jassi đã thảo luận về việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp của Ấn Độ và đồng thời tạo việc làm cho phép xuất khẩu số hóa trao quyền cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh toàn cầu thông báo này được đưa ra sau khi đơn vị điện toán đám mây Amazon Web Service AWS vào tháng trước tuyên bố sẽ đầu tư 1,06 tỷ rupee, tức là khoảng 13 tỷ Mỹ Kim vào Ấn Độ đến cuối năm 2030, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trong lĩnh vực điện toán đám mây. Khoản đầu tư trên sẽ được chi xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như là hỗ trợ hơn 100.000 việc làm toàn thời gian mỗi năm tại Ấn Độ. Microsoft cho biết PlayStation 6 có thể ra mắt vào năm 2028. Theo Insider Gaming, trong một phiên đối chất giữa Microsoft và FTC là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, công ty phần mềm đã cho biết họ hy vọng máy chơi game PlayStation 6 sẽ ra mắt vào năm 2028 là một phần của cuộc chiến pháp lý liên quan tới thương vụ với Activision. Microsoft cho biết thỏa thuận 10 năm được đề xuất của họ sẽ tồn tại lâu dài hơn nhiều so với việc phát hành máy chơi game thế hệ tiếp theo của Sony vào năm 2028. Mặc dù là chưa được xác nhận, nhưng sự tự tin trong tuyên bố của Microsoft về PlayStation 6 có thể gợi ý rằng máy Xbox thế hệ tiếp theo có nhiều khả năng cũng sẽ được phát hành trong cùng thời điểm. Theo báo cáo riêng của Insider Gaming vào tháng 3 vừa qua, với nhiều thông tin được tổng hợp từ các nguồn đã được kiểm chứng và chứng thực, trang này cũng tin rằng PlayStation 6 sẽ ra mắt vào năm 2028. Tất nhiên, kế hoạch vẫn có thể thay đổi và máy chơi game cũng có khả năng bị trì khoảng thêm một hoặc là hai năm. Nhưng mọi thứ đang cho thấy rằng chắc chắn sẽ có một thế hệ máy chơi game mới ra mắt vào cuối thập kỷ này. 11 người bị thương trong sự cố chuyến bay của Cathay Pacific ở Hồng Kông. Hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông thông báo có 11 hành khách trên một chuyến bay của hãng bị thương trong quá trình di tản sau khi máy bay gặp sự cố không cất cánh được tại sân bay quốc tế Hồng Kông sáng ngày 24 tháng 6. Theo thông báo thì chuyến bay CX880 chở 17 thành viên phi hành đoàn và 293 hành khách có lịch trình bay từ Hồng Kông tới Los Angeles, Hoa Kỳ chuyến bay đã phải hủy hạ cánh sau khi phi hành đoàn phát hiện vấn đề kỹ thuật. Hành khách trên chuyến bay đã được di tản qua 5 cầu trượt cứu hộ. Trong quá trình này thì có 11 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị, 9 người đã được ra viện. Cả thầy Pacific đã xin lỗi hành khách và đồng thời cho biết hãng sẽ tiếp tục hỗ trợ hai hành khách đang điều trị tại bệnh viện và gia đình của họ. Truyền thông của Hồng Kông dẫn tin của cảnh sát cho biết một lớp của máy bay đã bị nổ do quá nóng Cả thầy Pacific chưa bình luận về thông tin này. Một ngôi làng tại Thái Lan bị nước biển nuốt chửng. Ngôi làng cách Bangkok 10 km và còn khoảng 200 người bám trụ. Bang Khun Samuching là ví dụ điển hình về tương lai của các cộng đồng ven biển khắp thế giới trước thực trạng biến đổi khí hậu khiến cho nước biển dâng cao trưởng làng tại đây cho biết nước biển đã xâm lấn 2 km đến đất liền trong vòng 60 năm qua. Tàn tích còn lại của ngôi làng cũ là những cột điện nhấp nhô trên mặt nước. Liên Hợp Quốc cảnh báo mực nước biển đã dâng 15 cho đến 25 cm kể từ năm 1900 và tốc độ dâng này đang tăng nhanh, đặc biệt là tại một số vùng nhiệt đới nếu mà tiếp tục thì mức nước xung quanh các đảo Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương có thể dâng thêm gần 1 mét vào cuối thế kỷ này. Thái Lan được cảnh báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề khi khoảng 11 triệu người, tương đương với 17% dân số, sống ở ven biển và chọn nghề chai lưới du lịch làm kế sinh nhai. Bắc Băng Dương đang bị đại tây dương hóa. Nước mặn ấm của Đại Tây Dương đang hòa trộn với nước lạnh ngọt hơn của Bắc Băng Dương và các sinh vật tại Đại Tây Dương cũng kéo tới xâm lấn. Veronique Merton, nhà sinh thái biển tại Trung tâm Nghiên cứu Đại Dương của Đức, nhận thấy một cuộc xâm lược tại eo biển Fram, ngoài khơi biển phía Tây của Greenland, Smithsonian hôm 23 tháng 6 đưa tin trong lúc nghiên cứu đa dạng sinh học của khu vực này bằng cách sử dụng ADN môi trường, bà đã phát hiện cá cáp linh. Những sinh vật nhỏ bé này thường sống ở phía bắc của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giờ đây chúng lại xuất hiện ở eo biển Fram thuộc Bắc Băng Dương, cách nơi mà chúng thường sống khoảng 400 km. Cá Kaplan là những kẻ xâm lược hăng hái theo Merton khi các điều kiện dưới đại dương thay đổi thì chúng có thể dễ dàng mở rộng phạm vi sinh sống. Rất khó có thể ước tính số lượng của một loài động vật chỉ dựa trên lượng ADN của chúng trong nước. Tuy nhiên, trong các mẫu nghiên cứu của Merton, Cáp là loài hiện diện nhiều nhất. Áp đảo cả những loài cá bắc cực điển hình như cá bơn lưỡi ngựa Greenland và cá đuối bắt cực với Merton thì vực lượng cá khác lên xuất hiện ở phía Bắc là dấu hiệu rõ ràng của một hiện tượng đáng lo ngại ở Bắc Cực, đó là Đại Tây Dương Hóa. Bắc Băng Dương đang ấm lên nhanh chóng, eo biển Fram ấm hơn 2 độ C so với năm 1900. Nhưng mà Đại Tây Dương Hóa không chỉ là sự tăng nhiệt mà là quá trình thay đổi các điều kiện vật lý và hóa học của Bắc Băng Dương. Theo sự tuần hoàn của các đại dương, nước thường xuyên chảy từ Đại Tây Dương vào Bắc Cực sự thay đổi này chủ yếu trải ra ở các vùng sâu hơn với các dòng hải lưu mang nước Đại Tây Dương ấm và tương đối mặn về phía Bắc. Khối nước Đại Tây Dương ấm áp này không hòa trộn tốt với nước bề mặt của Bắc Cực, vốn tương đối mát và ngọt. Nước ngọt hơn sẽ không đặc như nước mặn, nên nước Bắc Băng Dương có xu hướng nổi lên trên, còn nước Đại Tây Dương mặn hơn thì chìm xuống dưới. Tuy nhiên, khi băng biển tan, bề mặt của Bắc Băng Dương trở nên ấm hơn và rào chắn giữa các lớp nước dần biến mất và nước Đại Tây Dương hòa trộn với lớp ở bên trên dễ hơn. Nước bề mặt ấm hơn tiếp tục làm tan chảy nhiều băng biển và làm lộ nhiều diện tích mặt biển hơn dưới ánh sáng mặt trời và khiến cho nước ấm thêm. Đây chính là quá trình Đại Tây Dương hóa Bắc Băng Dương. 6. Trải nghiệm du lịch mạo hiểm nhất Du lịch mạo hiểm đang dần dần phá vỡ các giới hạn và gây hứng thú cho du khách thích sự táo bạo. Theo một nghiên cứu của Grandview Research năm 2022, ngành du lịch mạo hiểm toàn cao đã giá trị khoảng 322 tỷ Mỹ Kim, và con số này được dự đoán sẽ tăng theo cấp số nhân và sẽ vượt mốc 1.000 tỷ Mỹ Kim vào năm nay. Dưới đây là những trải nghiệm du lịch mạo hiểm nhất. Thứ nhất là lặn biển tại vách đá tử thần Lucky Brothers. Lucky Brother là một vách đá cao chót vót với độ cao gần 45 mét của đô thị Acapulco. Ở trên là vách đá cao hiểm trở. Bên dưới là cửa biển hẹp, dòng nước nông hình thành các đợt thủy triều nguy hiểm. Thợ lặn phải được đào tạo bài bản, bảo đảm cú nhảy đúng kỹ thuật và có khả năng canh thời điểm nhảy trùng với thời điểm sóng nước. Thứ hai là săn lóc xoáy ở Hoa Kỳ. Tornado Alley khu vực trải dài khoảng 12 bang từ Texas đến Nebraska của Hoa Kỳ là thánh địa của loại hình trải nghiệm du lịch mạo hiểm do yếu tố thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hình thành lốc xoáy. Hướng dẫn viên được trang bị kiến thức, khí tượng sẽ đi kèm cùng với du khách, bảo đảm khách có thể chứng kiến sức mạnh của những cơn lốc xoáy. Thứ ba là leo núi băng tại dãy Rocky ở dãy Rocky hùng vĩ với rìu phá băng và móc sắt trong tay. Các nhà leo núi phải vượt qua nhiệt độ dưới 0 độ C và những khối băng thẳng đứng để leo lên thác nước đóng băng. Và thứ tư là lặn biển tại hố sụp tự nhiên thuộc bán đảo Yucatan, Mexico. Các thợ lặn di chuyển qua những lối đi hẹp làng nước trong vắt khám phá các cenote, tức là những hố sụp tự nhiên và hệ thống hang động phức tạp ở dưới nước du khách lặn tại khu vực này đòi hỏi có sự đào tạo chuyên nghiệp và thần kinh thép. Và thứ năm là leo lên đỉnh Everest tại Nepal. Everest là đỉnh núi cao nhất của thế giới. Mỗi năm thu hút nhiều du khách yêu thích leo núi từ khắp nơi trên thế giới đến để thử thách bản thân. Để vượt qua đỉnh Everest, người leo núi phải chuẩn bị cho nhiều tháng, phải có sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần với điều kiện thời tiết nguy hiểm và độ cao thiếu oxy, thì chinh phục đỉnh Everest là đỉnh cao của du lịch mạo hiểm. Và thứ sáu là ngắm sát tàu Titanic. Với tour Titanic kéo dài 8 ngày, du khách sẽ bước vào hành trình khám phá độ sâu của Bắc Đại Tây Dương. Chi phí cho chuyến đi là 250.000 Mỹ Kim cho mỗi khách và phải từ 17 tuổi trở lên. Và bản tin này đã kết thúc thế giới toàn cảnh trong tuần qua trên kênh Culture Channel. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị hãy tiếp tục bấm vào nút like, subscribe để đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để nhận được các bản tin mới nhất. Tôi sự kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.